không nghe tiếng có ai biết đâu. Rồi hello, chào cả nhà. Từ từ cho cả nhà vào nha cả nhà ơi. Xíu đợi 1-2 phút mọi người vào nha mọi người. Chào tất cả cô chú anh chị. Rồi 80 tháng nhảy chắc giờ rồi. Chị Ngô Quân, chào chị Tammy Trương, chào chị Diêu Hoàng, chào má Phương Diêu. Em chào chị Yến Trầm, có má Phương Diêu nữa nè. Đó rồi, trời ơi, đông rồi 20. Rồi con chào cô chú anh chị Mỹ Anh. Rồi em chào anh Sinh nha. Trời lâu quá bữa nay mới thấy anh Sinh vào live trực tiếp. Rồi xin tổng chào cả nhà. Thì ngày hôm nay mọi người cũng biết là hôm nay là cúng thất của cô Vân. Thì hiện tại thì con đã vào thăm nhiệm vụ. Tuy nhiên thì có như vậy cái điều bất ngờ nó diễn ra bất chợt quá. Là tụi con vào khoảng 15-20 phút rồi tụi con ra về. Còn những cái câu chuyện như thế nào á, thì con xin phép sẽ không bình luận gì ở đây cũng như không phản biện. Cái đó gì thì hãy để Duy cô ta sẽ về phản biện nha mọi người. Còn con thì sẽ không phản biện gì cả. Tại vì đối với con á, nghĩa tử là nghĩa tận. Con tới bây giờ thì con sẽ im lặng hết mọi thứ. Dù trong câu chuyện nó như thế nào thì con xin phép con sẽ im lặng. Nhưng mà ngày hôm nay thì con đi với lại Duy, với lại Lê Tú, với lại một người gì đó con không biết đó. Còn người đó như thế nào thì từ từ sẽ biết thôi đó. Thì ngày hôm nay con đã về thì làm trách nhiệm và cũng giao tâm tình của khán giả, của các nhà, của những cô chú anh chị yêu thương gửi gắm gì đến trong cúng thất của cô Vân. Thì con cũng đã thắp nhang, con cũng gửi gắm những lời yêu thương đó của mọi người đến cô Vân. Rồi thì là xong cái thất đầu tiên đó, thì cũng thông báo cô chú anh chị là xong rồi. Tuy là vào có những chuyện rất là muốn nói. Cho má chào người đó nha. Con hello người đó nha. Má Phương Diêu nói kìa. Dạ chắc má Phương Diêu biết rồi đó. Ai chứ chắc má biết rồi. Rồi ok. À. Rồi. Đó. Tại vì có rất nhiều điều con muốn trao đổi cũng như muốn nói chuyện, nhưng mà vì thời gian với lại vì những cái sự việc bất ngờ nên là mình cũng chưa có thể nói được trong thời điểm đó. Nên thôi, rồi thời điểm khác thích hợp để mình nói. Nhưng cái quan trọng là ngày hôm nay mình đã vào và đã làm được cái gì mình mong muốn, và những tâm tư của khán giả gửi vào đó thì đã làm xong rồi. Nên là mọi người cũng bớt đau thương lại. Còn chuyện gì thì để Duy phản biện nha mọi người. Con xin phép sẽ không nói gì ở đây. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nên là mong mọi người thông cảm. Nói hẳn luôn, vô gặp Phong Sơn vô vậy đó. Nói không? Có cần nói không? Bình thường, nói gì đâu. Thôi, cái đó để Duy nói đi. Tại vì ở đây con cũng muốn là con không nói gì. Tại vì đúng rồi. Cái nó phản biện, nó chửi, nó nói người liền nâu, liền nga, mà nó bước vô giờ bắt nó dám vậy. Ừ,
thôi, cái đó thì để về Duy phản biện nha. Chứ hôm nay con không phản biện, tại vì đối với con là xong hết rồi. Mình làm hết sức của mình. Và cũng vô tình đây là có người khán giả đi chung nữa. Chứ đúng rồi, để Duy nói đúng không? Chính xác, mọi người cũng ủng hộ để Duy nói. Duy nói ổng, Duy không sợ ai, Duy không nể ai hết. Duy nói tới đâu là tan nát tới đó thôi, mình không nói. Đó. Còn con hồi ngày hôm qua thì con có nghe like của chị Ngô Quân á. Dạ. Nói về chuyện của chị Tố Nga. Nói về câu chuyện á, mình cảm thấy rất là thương chị Ngô Quân. Vì bảo vệ một người nào đó, rồi cuối cùng nay ra cũng bị kiện, rồi cuối cùng bị tấn công, rồi bị nhục mạ chửi bới. Cái hôm qua bất cười với cái câu của chị Ngô Quân. Cái câu thích hợp của người ta là: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Cái chị Ngô Quân nó chế là: hãy cho tôi biết bạn tốt tôi như thế nào thì tôi cho tôi biết bạn sẽ hại tôi ra sao. Tôi con qua ngồi cái câu đó cười đau bụng gần chết. Chị Ngô Quân đọc sao mà ngồi câu đó nó, ủa câu đó có đó hả? Đó, nghe con qua ngồi cười. Em chào chị Trúc Trần nha. Đó rồi, thì đến thời điểm bây giờ thật sự á, buồn thì cũng đã xong hết rồi, không còn gì buồn hết á. Tại vì mình đã hiểu được nhân tình rồi, hiểu được thế thái rồi, hiểu được mọi thứ xung quanh. Nhưng mình cảm thấy rằng là mình không có lỗi, không có làm sai với bản thân của mình. Mình không có sợ, mình không phải vì phải bám vào những đồng tiền đa đề, bám vào những mạnh thường quân của đa đề, rồi bám vào những người đó rồi bắt phải nói theo ý của họ. Duy phải nói nha con, không nói má lấy lại tiền xăng đó Duy. Duy nói là chắc là nó nói á, mẹ chắc nó nói. Đâu con nói 200 kia mà, má ơi. Con nói 200 kia. 200 kia chứ phải 200 gì, ai biết. 200 kia, 200 cá độ đó. 200 cá độ má ơi. À 200 cá độ quá má Phương. Má Phương là được lời 200 cá độ rồi đó. Mà người ta chưa chịu chung. Chưa chịu chung. Chưa chịu chung. Tâm phục khẩu phục. Đó. Thì con la tí xíu thôi. Thì cũng báo luôn. Thì vô thì đã có việc lê vào đầu tiên rồi. Bị lê vào đó cũng đã thắp nhang cho cô Vân. Sau đó thì đến bên con vào thì thắp vào khoảng 15 phút 20 phút cúng xong rồi đang nói chuyện thì xuất hiện xe 4 chỗ màu vàng, chiếc xe huyền thoại. Chiếc xe huyền thoại 4 chỗ màu vàng, một tài xế, 3 người, 2 nam 1 nữ bước xuống xe. Thì mọi người sẽ đoán là ai rồi đúng không ạ? Ông Lê Tú làm nhiều nhất tuồng. Ông Lê Tú ổng là thuộc dạng là ổng xà lơ ấy, ổng làm nhiều nhất tuồng đó. Thì xuống vô thì cái mặt hầm hầm vô, rồi vô bài làm này làm kia làm nọ đó. Rồi xong, còn chuyện gì xảy ra con xin phép con sẽ không phản biện gì ở đây, tại vì con không muốn nói nữa. Bây giờ con chỉ chào mọi người, chào khán giả là biết là đã làm xong những điều mà khán giả mong muốn, khán giả gửi tâm tư. Và coi như con có nói thì cứ mỗi tuần đúng thất thì con sẽ vào. Và cứ thất 49 tức là cái 100 nữa đúng không Duy? 7 tuần xong 7 tuần tới dạ. Là 7 tuần cái 7 thất đó. Ờ. Cúng 5 tuần đó, đúng 5 tuần đó. Thì cái thất thứ 7 là thất lớn. 49 ngày, 49 ngày xong hơn. Tới 100 ngày. Rồi tới dỗ đúng không? Tới đám năm nay, giáp năm. Ờ. 2 năm mới dỗ. Ờ. Còn cái mà cho hỏi cái mà 21 là cái đó sao mấy thầy nói cái đó quan trọng. 49 ngày quan trọng. Tại vì cứ đúng 21 ngày sẽ vô đó, là thầy nói là sẽ vô đó là đấu thầy tụng cúng cơm. Thầy nói vậy đó. Con chào cô Bích Liên. Dạ đúng rồi, cô Bích Liên ấy sẽ bộ tam sên bữa nay vào thiền am mà không có con thọt sĩ. Không có con thọt sĩ trong đó. Ủa chị Thiên ơi, Thiên eo âu ơi, em đang ở ngoài chứ em đâu có trong đó đâu, em ra ngoài hết rồi mà, đâu có trong đó đâu.
đúng không? 21 và 49 là phải tụng đúng chính xác, thầy có nói như vậy mà. Cái đó là đạo Phật. Bên chùa thì đạo Phật đúng rồi, thì vô đạo Phật. Đúng rồi, nhưng mà ý nói là tại vì tao gọi cô Vân ở trong chùa, tao thấy thầy dặn vậy thì tao cũng làm theo vậy thôi. Cái đó bên chùa, mình đi bên chùa. Thì đến chùa đúng rồi. Đó. Trời ơi, vô mà vô luôn. Vô nghĩ sao hai ông bà vô, cái thằng kia ra con dưới gốc đa gọi điện thoại. Không biết gọi ai nữa. Gọi sao đen lại chém mày. Không phải đâu, chắc gọi alo. Trời ơi, hết tiền rồi, bơm tiền vào. Ba người không còn tiền hay sao á, ai biết đâu. Cô Lan nè. À, hay là gọi cô Lan. Gì? Hả? À, hay là gọi cô Lan. Cũng không ngờ. Đó, hay là gọi cô Lan, nói cô Lan ơi, giờ chúng tôi tới, bữa giờ cô Lan nhắc là nói là chúng tôi này nọ kia, giờ tới cô Lan tới vào luôn. Lấy bắt tay nữa, quay nhớ bắt tay quay lên nha trời. Đó. Có hàng không ghé ăn hả? Ghé không ghé cái chỗ mà hai nhà cô Lan hay ăn nè, thiệt. Chỗ cũ ghé chỗ cô Lan hay ăn nè. Rồi nước mía trầu cao gì đúng không? Cây cao gì đúng không? Ừ, đối với con thì mỗi tuần đều cúng nha cả nhà. Con thì tại vì em quan điểm với con, người con á là sẽ cúng. Dạ đúng rồi, cứ thất là cúng. Chị chiêu hoàng nó mấy đứa thì cô Lan nóng máu rồi. Không, nó thiệt mà. Tại vì nghe đâu sáng cô Lan like, rồi sáng hôm nay cô Lan like hùng hổ lắm, cô Lan like xong cái nói bà khôn lắm. Rồi nói là bữa nay đi đám giỗ, chắc bữa nay đi á. Đó, bữa nay ăn mặc chỉnh trang chắc là. Dạ đúng rồi, hôm nay là thất đầu tiên nha mọi người. Đúng rồi, thất đầu tiên. Đúng rồi, trong đây vô nè, đó. Trời ơi, nhà cô ruột coi, chắc giờ cô ruột chắc đi rồi, đi đang đi đám rồi. Tại vì thấy mình vô nó không dám vô, đợi mình ra mới vô á, vô để bắt tay chứ. Đâu dám công khai đâu. Có tay công khai sẽ bị chụp hình, cái gửi qua Tiến Dũng, rồi Tiến Dũng chửi nữa. Đó. Không có đi ăn ké, ai biết ăn ké không, ai biết đâu. Rồi, quay lại câu chuyện nha. Ô, bạn Thiên, eo ơi, bạn sao bạn nói chuyện nhiều khi con mình thấy bạn nói chuyện như tào lao quá à. Cái đó là cái phong tục của Việt Nam như vậy. Rồi tự nhiên bạn bắt người ta làm này kia, đúng không? Rồi tới rồi nè, trời ơi, ủa con có quán này thiệt luôn á hả? Đây mọi người, con cho mọi người cái quán này thiệt nha. Để. Xe đâu đúng không? Anh chưa hỏi đậu xe đâu anh? Đậu vô cờ đỏ đây nè. Đây mọi người, đây là quán ngã ba Việt Kiều thiệt luôn nha mọi người, ở Củ Chi luôn á nha mọi người, là cái quán mà hay ăn với lại cu Lan á mọi người đó. Gần nhà cu Lan luôn nè, chứ đâu có xa đâu. Quay ngược lại con chứ bắt con dính người ta nên. Con thì đó giờ con không thích là dính người khác. Rồi. Thôi chắc mọi người xuống like nha, tại vì ở đây đánh bản quyền nhạc nữa. Nên thôi là xin phép là xin chào còn mọi người. Còn cái gì thì hãy để vi phạm biện nha mọi người. Mong mọi người thông cảm, con sẽ không nói gì ở đây. Rồi chào cả nhà và một lần nữa xin cảm ơn tất cả những tấm lòng, những cô chú anh chị trong và ngoài nước đã luôn gửi tình cảm đến cô Vân. Dạ. Yeah. Thì những gì con làm thì sẽ có người minh chứng thôi. Con không có cầu phải chứng minh cho tất cả mọi người.
còn những người mà gửi thì con sẽ chứng minh với họ. Rồi xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong đường đi tiếp theo. Có thể nay mai thôi mọi người sẽ thấy những gì nha mọi người. Bye bye, chào cả nhà, bye bye cả nhà, I love you.